Hi, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ nhặt hòm đập zumba bằng cây xẻng Bonebeast. Xẻng này thì hiện tại nó mới ra trong cái vòng quay 100 game. Ai may mắn quay thì sẽ nhận được. Như bạn này này, ăn này không phải của mình, ăn này mình mượn được. Và duy nhất là chỉ quay ra được khẩu này, còn ác chả có con khỉ gì hết luôn. Đồ xanh, đồ tím gì chả có gì hết, như kiểu ác mới vậy. Ok, được một kill rồi. Tuy nhiên mới vào chắc là chưa định hình được xung quanh có những gì. À đây này, úi dồi ôi. Gặp mấy ba này chém phê lắm. Đấy, cứ đè vào đầu thôi. Úi dồi ôi, cương thi. À đồ. Vâng, ngoảnh mặt chạy thì nhặt ngay được đưa. À, chết nhầm, TMP Ares. Vâng, cái này thì chỉ có tao. Cương thi nói tao giữa mày quá, cơ cái định mệnh xấy chết bà luôn rồi. Lại đây bạn này. Đúng rồi, úi dồi ôi, đông quá, không biết chém thằng nào đây. Vâng, chạy thôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, yêu lắm cơ. Vẫn biết người ta đi móc nhưng sao mình lại thoát nhở? Mà cảm giác đầy hư cầu bắt đầu hiện lên. Úi dồi ôi. Ôi, ôi, bạn Cương Thi ơi, chúng ta không thuộc về nhau. Đừng. Úi dồi, bay như chim vậy. Vâng, nó bay xuống, nó không biết định hướng xung quanh luôn. Tôi là ai? Tôi lên đây. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Lên sao được. Vâng, khó lắm bạn ơi, khó lắm. Rồi, nhấp nháy rồi. Kệ mà đi. Úi dồi ôi. Úi dồi, thằng kia nhấp nháy rồi, vẫn còn hứng chó ở tới đích nào nhở. Rồi, té rồi, chắc là nó ỉ thế có con Tô Cụ Đà siêu vết máng ở phía trước. Rồi, chắc là tao sợ mày quá cơ. Chạy thôi. Còn 30 giây nữa là chúng ta sẽ kết thúc được trận này. Cố lên. Rồi, cứ đi nguyên vòng như này thì nó không thể bắt được đâu. Mà thằng Tơ đâu nhở? Úi dồi ôi, bây giờ mới thấy mắt thằng Tơ ạ. Bạn đi đâu thế? Ây ôi, nhấp nháy này, nhấp nháy này. Ơ kìa, vai xoài không trúng. Bị mày hư cấu vậy. Đậu xanh. Quả đấy đập bị mít là hơi bị sai đấy. Rõ là mình thấy nó nhấp. Nó hiện kêu đập rồi. Kiểu cối mặt ấy, kiểu tốc hiện tốc độ đập ấy. Mình thấy nó dính rồi mà nó không chết. Phải thật. Lâu lâu đập nó hơi ảo một tí. Chắc là tại mình vừa đập vừa thụt lùi nên nó bị mít ấy. Nếu mà đập mà dí mặt về phía trước thì chắc chắn là ăn. Nhưng quả đấy mình không thể đủ can đảm để có thể đập mà dí mặt về phía trước được. Phải dí mặt ra sau cơ. Định mệnh ra nữa. Đúng trận ngon đi làm zombie bài. Úi dồi ôi, thẩm du đông thế. Úi dồi ôi, tao sợ mày quá. Mày tống cay mấy thằng này trong này lắm rồi. Phải giết được mấy thằng này. Bị mày thủ. Thủ chuồng chó ấy. Ôi cái đậu xanh. Tí nữa. Ok, bọn này sẽ phải chết thôi. Sẽ phải chết. Chắc chắn là như thế rồi. Úi dồi, úi dồi ôi, nó sấy kìa. Thôi. Giết nó, đúng rồi. Sấy cái tội sấy tao đấy, bọn tên thùng hàng nhá. Tao sợ mày quá cơ. Này thì, úi dồi ôi, double kill rồi. Đấy đấy, sấy nữa đi. Đồng đội chết rồi kìa. Cơ hội để chia rẽ tình em. Đấy đấy. Này, quay tại. Vãi xoài. Nó có hero kìa. Mệnh nữa. Này thì hero. Này thì hero này. Hero với chúng tôi này. Rồi. Ôi nhanh thế, đáng nhẽ mình ăn đi. Cố gắng nãy giờ rồi. Thằng kia nó cầm đua TMP, nó thẩm du chuồng chó. Đáng lòng. Đáng lòng như một thế hệ. Vâng, khẩu súng siêu má đạo lại đi thẩm du. Cạn lời. À, chạy đường nào. Đường nào. Úi dồi ôi. Đường nào. Đường. What the hell. Thôi bỏ ấy. Cuộc đời thật là bất công. Thằng thì hai quả, thằng không quả nào. Khốn nạn thế thôi chứ đậu xanh. Cùng hai thằng hero mình chán được kill nào. Sợ thật ấy. Bọn kia nó thuộc dạng vết máng siêu đẳng cấp rồi. Ok, may quá không làm giống bài. Làm tiếp trận nữa thì em chỉ có nước ao thôi. Số phận thì nghiệt ngã thế thôi chứ.
Sao đi Zumba hay như vậy? Úi dồi ôi, vãi ở thẩm du luôn ạ. Vâng, AFK này. Rồi mình nhá. Vâng, ăn của mình nó khó lắm bạn ơi. Con xẻ VIP thì nó đập liên hồi, bảo làm sao mà đỡ được. Ok, đúng trận này mình sẽ đi đập dòm. Nãy giờ úi dồi ôi, MG3 chơi luôn. Vâng, MG3 nó cũng đập dòm được. Đập dòm tốt là được khang chứ. Đâu rồi, úi dồi ôi. Sao phòng toàn cương thi nhở? Dạo này nó tặng cương thi hay sao ấy? Rất là ghê. Nhấp nháy rồi cưng ơi. Cưng ơi, quay lại. Quay lại, úi dồi ôi, mít kìa. Bị mệnh nữa. Tơ này thì tơ cút. Đúng rồi, cút cút ra để mình thể hiện. Tơ nó cảm thấy nó yếu, nó té ngay anh em ạ. Thằng này nó khôn lắm, nó thấy sẻng VIP nó không bao giờ hứng chó đâu. Đấy rồi, thôi xong rồi, bạn kia đừng cover nhá. Bình tĩnh, trời ơi ngon thế kia, để nó tuột khỏi tay. Vâng, đúng là một miếng mồi thì hai thằng đớp nó khó khăn lắm anh em ạ. Đây rồi. Úi dồi ôi, tơ không thể thoát tơ ạ. Khó lắm cơ. Trận này hơi bị khoai rồi, anh tơ bị hình SML. Mấy thằng cương thi thì chả làm được cái vẹo gì. À, RPK VIP này, ok. Ơ kìa, nãy thấy cương thi ở đây đâu rồi nhỉ? À đây rồi, cương thi đây rồi. Úi dồi ôi. Ngu người. Cái gì? Hứng chó à? Úi dồi ôi, cái đậu xanh. Đúng mấy phút cuối còn ăn được nữa. Hay VL. Vâng, đúng mấy phút cuối, mình chỉ thiếu tí nữa là mình ăn được. Cái bọn này nó thích KS hàng người ta ấy nhở. Lát chết thì đéo cứu đâu. Để nó dã sấp mặt lờ luôn. Rồi, thùng hàng tất thủ rồi. Vâng, một tình huống rất là hay. Úi dồi, nhìn cái chuồng chó kìa. Anh Tơ đâu, hiếp đi. Anh Tơ nó bị ngáo à? Cái chuồng chó thì nó không vào. Vâng, nó đi lên bàn thờ làm gì nhở? Cạn lời. Vâng, cái chuồng này thì đối với anh Tơ thì một cái điều gì đấy rất là dễ dàng để hiếp được 3 thằng. Còn bây giờ 5 thằng cũng cân được anh em ạ. Tại vì cái đấy chỉ cần vào rồi bật ép lên, thế là cân được thôi, đơn giản. Thủ chỗ đấy khá là khó. Úi dồi ôi, tự dưng vào mồm anh Tơ rồi. Đây rồi. Cái được một mạng rồi, chạy thôi. Zoom non này, zoom non này của mình nhá, ok. Hiếp thằng Tơ này. Úi dồi ôi, được mấy trận đầu ngon, còn mấy trận cuối chơi như gì. Một kiến thẩm du kinh quá mà. Bọn này không biết cào anh em ạ. Úi dồi ôi, bình tĩnh bình tĩnh. Úi dồi, tự nhiên đứng chó này. Này thì cào này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, một bé. Té thôi. Úi dồi ôi, TMP. Thôi thằng Tơ nó bất lực quá anh em ạ. Thằng Tơ nó không thể tin được. Mấy cái thằng đâu chuồng chó chuồng lợn thì nó không vào, nó cào. Ở giữa này thì cào thấy đéo là được. Bọn kia nó bắn kinh quá. Ok rồi, ca VIP. Thằng kia nhiều kill quá, thằng kia đua TMP thực sự là không đuổi theo được anh em ạ. Mình nãy giờ ham cận chiến chứ không phải là ham bắn. Ham cận chiến. Úi dồi ôi, mình đang test server bot mid mà. Còn nếu mà mình ham bắn thì nãy giờ chắc mình cũng nhiều kill lắm cơ. Không phải ít đâu. Xuống này, đúng rồi. Xuống này, cái mệnh sao lại đổi hướng. Vãi xoài. Vâng, một tình huống đổi hướng cực kỳ là vi diệu. Vâng, giúp bạn ấy thoát chết. Cạn lời. Bọn này, trời ơi. Những quả ngon thì không ăn được.
Mừng đùa TMV không đuổi theo được rồi. Bye bye tất cả mọi người nhé.